Từ xa xưa, trước khi thế giới Minecraft được hình thành như ngày nay, có một đế chế hùng mạnh cai trị sa mạc, vị vua hay còn gọi là Pharaoh, được tôn vinh như một vị thần. Nhưng sự kiêu ngạo đã khiến ông truy cầu sự bất tử, và ông đã bán linh hồn cho thế lực bóng tối. Nhưng khi Pharaoh nằm xuống, lời nguyền này không chỉ ảnh hưởng đến ông, mà còn bao phủ toàn bộ đế chế. Bão cát bắt đầu nuốt chửng các thành phố, và những linh hồn bị nguyền rủa không bao giờ được yên nghỉ. Từ đó, trẻ con sa mạc truyền tay nhau những bí ẩn về kho báu cổ đại nơi này. Chỉ những kẻ dám đặt chân vào kim tự tháp mới khám phá được bí ẩn bị chôn giấu. Nhưng hãy cẩn trọng, vì những ai thức tỉnh giấc ngủ của Pharaoh sẽ gánh chịu hậu quả khủng khiếp hơn cả cái chết. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trung Tình. Hiện tại tôi đang có mặt tại một ngôi làng gần sa mạc để khám phá những cái bí ẩn về truyền thuyết Pharaoh. Tôi đã cố gắng đi quanh làng để hỏi về cái tung tích bí ẩn của cái kho báu đấy, nhưng mà chỉ nhận được những cái lắc đầu thật là ngán ngẩm. Có hai khả năng thôi nhá. Một là những người này có thể là biết nhưng mà không dám tiết lộ bởi vì sợ bị trừng phạt. Và cái thứ hai là họ chả biết gì đâu. Thế nên là tôi đã quyết định gặp người am hiểu nhất làng để hỏi cho ra nhẽ. Chính là vị linh mục của làng sống ở trong cái căn nhà đá kia. Khi mà ông ấy thấy tôi ấy thì ông ấy vội đóng cửa vào. Tôi biết ngay là kiểu gì cũng có ẩn khúc gì đấy. Tôi vẫn cố gắng cặn kẽ hỏi. Ban đầu ông ấy đánh trống lảng lắm. Ông cứ nói cái gì mà cái chết rồi thì sự vĩnh cửu. Nói chung là tùm lum tùm la. Và sau một hồi thuyết phục thì ông ấy cũng đã chỉ cho tôi cách để đến được với kho báu Pharaoh. Và ông ấy cũng đã đưa cho tôi một cái món đồ, bảo là nó sẽ giúp ích trong cái chuyến hành trình này. Trông nó cứ là lạ thế nào ấy. Tôi chơi Minecraft được 20 năm rồi mà chưa bao giờ thấy cái món vật này ở trong game. Nói chung là cũng cứ thử mới biết được. Và thế là tôi vác bộ giáp sắt cùng với cả một số dụng cụ để đến cái vùng đất đấy. Đầu tiên là cứ phải xin các anh dân làng mấy cái bó rơm để làm bánh mì, lấy lương thực đi đường anh em ạ. Chứ không thì đói chết. Gặm xong cái bánh mì thì ngay lập tức tôi lên đường, trải qua muôn vàn gian truân, vượt nắng vượt gió, rồi thì lội sông vượt biển. Đến sáng ngày hôm sau thì tôi gặp một ngôi làng ở giữa sa mạc. Mặc dù là ở giữa sa mạc nhưng mà tôi thấy là người dân ở đây cũng khá là vui tươi, nhiều lương thực, nước nôi cũng đầy đủ. Nói chung là nhìn qua thì các bạn có thể thấy đây là một ngôi làng khá phồn vinh. Tôi cũng có hỏi thăm một người dân ở trong làng xem là ở quanh đây có cái kim tự tháp nào không. Thì anh ấy cũng bảo là đi về phía đông bắc của ngôi làng này là có một cái kim tự tháp, ở bên trong lại còn có hồ nước vĩnh cửu. Trong đầu tôi lại nghĩ kim tự tháp mà lại có hồ nước à? Nghe vô lý vậy. Nhưng mà thôi, tôi vẫn chạy đến đấy xem sao. Từ xa xa là chúng ta thấy là hai cái cột dựng lên đây này. Nhưng mà trong kim tự tháp này nhỏ thế nhở? Liệu có ẩn chứa được cái gì không đấy? Nhưng mà đúng thật là ở trong kim tự tháp lại có nước đây mọi người. Để tôi thử vào xem nào. Ủa ơi, con creeper mọi người. Từ từ. Tôi phải dẫn ra đây không thì nó sẽ phá hủy mất cái chậu nước kia. Ôi giời, hồ nước nào, đây là cái chậu nước, gọi là một cái vũng nước à, bé vét cả đấy. Nhưng mà trông nó rất là lạ kỳ. Tự nhiên là tôi thấy là có vẻ giống một cái mà ông linh mục ông ý nói. Thế nên là tôi sẽ vứt thử cái này vào. Ui, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một cái cánh cổng để dẫn đến thế giới sa mạc rồi. Tôi nhảy vào ngay, không nói nhiều. Ủa ơi, gì đây, đang bão cát à? Ô, anh em ơi, là sao nhở? Sao vừa tới nơi phát là phải đối mặt với cái bão cát này luôn á? Ui ơi, đối mặt với bão cát đã là cái gì? Tôi phải đối mặt với cái bọn này đây này. Không hiểu đến bọn này từ đâu ra, mẹ chém đau vãi này. Là sao nhở? Là cái bọn này là kiểu canh giữ sa mạc hay là sao? Thôi, tôi nghĩ cách tốt nhất là mình chạy ngay ra khỏi cái chỗ này thôi. Không biết là ở trong cái thế giới này là có những cái gì, nhưng mà khi màn đêm buông xuống thì tôi chắc chắn nó sẽ không an toàn một chút nào. Ban ngày thì đã gặp mấy bọn trông như tướng cướp, ban đêm lại còn có cả quái vật. Còn mẹ cái thằng này, đuổi dài thế. Cũng may hai bọn này nó cũng không ưa gì nhau, nên là nhân tiện lúc đấy thì tôi sẽ di chuyển đến một cái nơi khác. Đến sáng thì tôi lỡ có bắn chết một cái thằng thủ lĩnh, và nó đã cử sát thủ đến để giết tôi. Nhưng mà với cây cung ở trên tay thì thằng này nó không có tuổi để tiếp cận tôi luôn. Tôi bắn chết ngay. Núp núp gì đây. Chết ngay. Hoàn thành thử thách cái gì đó, Lawbringer. Ở trong này thì hình như là nó là cái chỗ trú ẩn của bọn cướp kia. Bọn nó đã cướp được khá là nhiều đồ và để ở trong những cái dương này. Ui mẹ, đông thế. Tôi định loot một chút ở đây rồi tôi đi ngay thôi mà, có gì đâu. Kinh thế nhở, bọn này nó quá là kinh khủng. Tôi khá phân vân không biết là có nên ở lại để loot đồ tiếp không, bởi vì là ở trong hòm thì cũng không có gì nhiều.
mà bị bọn này dí khó quá. Máu thì ít mà giáp thì cũng cùi bắp. Giáp tôi chỉ ở giáp sắt thôi. Nhưng mà cũng may là trong lúc mà lục lọi đồ thì tôi có tìm được một bản đồ kho báu. Mà tôi nghĩ rồi, chắc chắn bản đồ kho báu sẽ cho tôi những cái bộ giáp hoặc là những cái vũ khí khỏe mạnh hơn để chiến đấu với cái bọn này. Thế nên là tôi quyết định là bỏ qua cái chỗ này nhá. Chúng ta sẽ đi đến để đi tìm bản đồ kho báu đi. Uầy, một ốc đảo mọi người ơi. Ở giữa sa mạc mà lại có một ốc đảo. Mình sẽ không phải sợ chết khát ở cái sa mạc này đâu. Mặc dù là không có thanh nước, nhưng mà thôi tôi cứ ngụp xuống một phát. Đi đứng nãy giờ oánh nhau cũng mướt mải mồ hôi, rồi thì bụi cát bay bám đầy áo rồi. Phải bơi một cái cho nó mát mẻ mọi người ạ. Ở gần cái ốc đảo đấy thì lại có một cái thành trì của bọn cướp. Tôi cũng đã có lục lọi, nhưng mà bọn này nó nghèo quá, nó chả có gì ngoài những cái thỏi vàng thỏi bạc. Lanh qua lanh quanh ở đây thì đến đêm luôn. Mà tôi cũng đã tìm được hai cái lồng spawn của bọn nó ở dưới, nên là đêm nay là hơi khó đấy. Thôi tôi nghĩ là để đối phó với bọn này thì hiện tại tôi vẫn chưa đủ sức mạnh để clear hết tất cả những bọn nó ở đây. Nên là tôi đã đóng cho mình một cái ván 6 tấm. Ý tôi là đây, chui vào trong này để tránh nạn qua đêm nhé mọi người. Đến sáng, đợi đến sáng rồi mình suy tính tiếp. Rồi đến sáng, bọn nó chắc là sơ tán để đi cướp bóc ở chỗ khác rồi. Nên là nhân cơ hội này thì tôi cũng đã thoát được khỏi nơi đây. Tiếp tục di chuyển về phía có kho báu. Uầy, holy shit, cái gì đây? Kim tự tháp vẽ cả nồi. Kim tự tháp này to hơn rất nhiều so với cái kim tự tháp mà tôi tìm thấy ở thế giới Minecraft bình thường nhá. Ở cái thế giới này thì kim tự tháp nó lại là một cái gì đấy rất là khổng lồ. Mà cái kim tự tháp ở giữa biển, à đâu, ở giữa cái hoang đảo này, nó lại là một cái cấu trúc rất là độc đáo luôn. Ồ, hóa ra là kho báu ở đây là dẫn tôi đến một cái kim tự tháp anh em ạ. Với cái cấu trúc kim tự tháp bao quanh đều là nước thì nó khá là lợi cho tôi để tôi đứng ở trên và tôi bắn mấy cái bọn cướp ở dưới. Bởi vì bọn này bơi kém lắm. Đấy, bọn nó cứ thấy tôi ở trên kim tự tháp là bọn nó đòi đến đánh, nhưng mà đánh làm sao được. Bác có cung, bác bắn cho thì nhấc cả người lên đi chứ. Bắn một lúc thì cung nó cũng hết tên rồi, nên là tôi quyết định là nhảy xuống để cận chiến. Mà cho dù là cận chiến hay gì nữa thì tôi vẫn là người rất nhanh ở dưới nước. Chiến thuật thì có thể là đánh giáp lá cà như này, hoặc là chúng ta có thể lặn xuống mặt nước để đột kích hư không, hiểu không? Đấy, thủy quân lục túi. Thì đấy, nói chung là với cái địa hình này tôi không phải sợ bọn cướp nữa rồi. À đấy, quên mất không nói với cả anh em. Đấy là khi mà giết cái bọn này này thì nó sẽ vung ra đấy gọi là tiền coin, gọi là dirty coin ấy. Khi mà cái dirty coin này gặp nước thì nó sẽ được rửa sáng và nó trở thành một cái đồng coin ở trong cái thế giới này. Tôi thì tôi cũng chưa khám phá ra được là cái đồng coin này dùng để làm cái gì. Nhưng mà đây chúng ta cũng có thể rửa trang sức luôn nhá. Đấy, có vài cái trang sức vứt xuống là nó cũng sạch rồi này. Tôi nghĩ là ở bên ngoài này lâu thì cũng không hay, cho nên là tôi quyết định là sẽ vào bên trong nhá. Và muốn vào bên trong kim tự tháp thì chúng ta cần phải có hai cái đuốc hoàng gia cắm ở hai bên này để mở được cái cánh cổng ở đây. Đuốc bình thường là không dùng được đâu nhá anh em ơi, phải là đuốc hoàng gia. Ui, quái vật ở trong đông lắm mọi người ơi, mà toàn mấy con xác sống thôi. Mấy bọn này thì đánh nó lại còn hiệu ứng trừ máu dần dần, rất là khó chịu. Đây tôi cho anh em xem, anh em có thể thấy là ở trong rất là nhiều và có hai cái lồng spawn quái ở trong đấy. Giờ tôi sẽ chạy vào để hủy cái lồng đấy và sẽ chạy ra luôn để tránh bị mấy con quái nó đánh. Ui, nhưng mà cái chiến thuật này hình như là không hợp lý rồi, bởi vì là cái cuốc này của tôi là cuốc sắt mẹ, đào lâu vãi đái. Từ từ, khoan, cho bác chạy. Các bạn nhìn này, nó túa ra như mưa, đông vãi chưởng. Vậy là cái chiến thuật đấy là hơi khó rồi. Thôi, cách tốt nhất là mình vào, mình cắm cái đuốc xong mình chạy ra thôi. Sau đó là tôi chờ đến sáng để dụ bọn quái vật ra. Ban ngày thì mấy bọn này nó sẽ bị cháy ngay. Đấy, đã yếu thì người ta phải dùng cái đầu, hiểu không? Ở trong này chẳng có gì đáng giá, đều thịt thối với cả gì đây, da bò à. Tinh tinh mẹ bọn này. À đây rồi, tôi tìm được một cái kiếm trông khá là to, mà đam cũng to nữa, mỗi tội là đánh hơi chậm. Uầy, hình như là ở dưới là còn một tầng nữa anh em ơi. Thử xuống xem như nào. Ủa ơi, cái gì đây? Cháy. Còn một team. Vãi cả trường. Phải cẩn thận mới được anh em ơi. Ở đây rất nhiều bẫy nha. Lớ nga lớ ngớ mà đi mà không nhìn nha là dẫm phát là cút luôn. Bây giờ tôi còn rất là ít máu, đi đến đâu là phải cắm đuốc đến đấy. Với cả là đi chậm nói khẽ cười duyên anh em ạ. Chứ không cứ vội vàng là... Ở kìa. Nào. Thôi mà đừng. Thôi đừng. Sau khi tử nạn bởi những cạm bẫy nguy hiểm, tôi đã khoác ngay lên mình bộ giáp kim cương để quay trở lại nơi đó. À mẹ, cái bọn này vẫn bao quanh cái kim tự tháp à. Bây giờ là tao có bộ đồ kim cương rồi, không sợ bố con thằng nào. Giáp rất là trâu, đam lại còn to nữa. Ôi, đồ của tôi vẫn ở đây anh em ơi. Ôi, còn tầng dưới nữa này.
Hóa ra là tầng 2 chỉ là tầng mê cung và đầy rẫy những cạm bẫy. Khi mà mình vượt qua nó thì sẽ xuống được tầng 3. Khả năng cao là ở tầng dưới này mới chính là chỗ ẩn chứa kho báu Pharaoh. Ở đây thì rất là nhiều cạm bẫy, có cả bẫy độc, bẫy lửa, rồi thì bẫy đói, bẫy quả phóng tên. Ui dồi ôi, vừa nói là có cả bẫy phóng tên, phóng cho tôi phát luôn. Ở trong này thì có những căn phòng mà chỉ có bẫy và kho báu thôi. Còn có những căn phòng lại có cả quái vật và mình sẽ phải chiến đấu với nó để giành giật lấy cái kho báu ở bên trong. Ở trong Minecraft bình thường thì con quái này hình như là bắn ra những cái que lửa, nhưng ở trong này nó trông giống như bị phủ một cái lớp cát bụi sa mạc lên trên. Nhưng mà phóng cũng khá đau ấy. Tôi mặc giáp kim cương rồi mà nó phóng tôi mất khá nhiều tim. Kho báu ở đây thì cũng không có gì nổi bật. Tôi nghĩ là chắc phải tìm được cái phòng nào mà giam giữ Pharaoh ấy thì may ra mới có kho báu lớn. Chứ còn mấy cái phòng mà có quái vật bình thường thì chả có gì hay ho đâu. Ô, hình như là đây thì phải. Nhưng mà sao phòng ốc kiểu gì ngập nước thế nhở? Hay là do kim tự tháp ở dưới nước nên là nó như vậy ta? Trước tiên là tôi cứ phải vô hiệu hóa các cạm bẫy đã, rồi làm gì thì làm. Nhưng mà với một cái căn phòng ngập nước như này thì tôi không thể nào mà triệu hồi Pharaoh. Theo như một cuốn sách mà tôi đã đọc, triệu hồi Pharaoh thì chúng ta cần phải cắm 4 cây nến ở 4 góc này. Cái thứ nhất là hiện tại tôi chưa có đủ nến hoàng gia. Và cái thứ hai là nhiều nước như này thì cắm làm sao được nến. Anh em nhìn này, cắm phải mất luôn. Bên trong này thì không có ngọn đuốc nào, vẫn phải đi ra ngoài để tìm cái đuốc hoàng gia. Và tất nhiên là vào hang ổ của bọn cướp để tìm rồi. Bọn này vẫn hung hãn. Mặc dù là tôi mặc giáp kim cương rồi nhưng mà cũng hơi khó đấy. Thôi thì tìm được 4 ngọn đuốc rồi là mình té nhanh khỏi đây thôi. Ở lại đây thêm phút giây nào nữa là tôi tăng sông mất. Quay trở lại kim tự tháp, việc tiếp theo tôi cần làm là dọn cái đống nước này đi. Thì tôi đã chuẩn bị 2 cái xô rồi. Cứ múc ra đổ vào cho đến khi nào mà nó cạn thì thôi. Sau khi dành 1 tiếng đồng hồ ra để múc nước thì cuối cùng tôi đã xong. Và bây giờ là đến giây phút rất là hồi hộp để triệu hồi Pharaoh. Tôi không biết là Pharaoh sau khi triệu hồi ra thì nó có khỏe hay không, nhưng mà chắc chắn không tầm thường chút nào. Bởi vì là người canh giữ kho máu lớn nhất mà, làm sao mà giống bọn tiểu quái vật oắt con ở ngoài kia được. Thôi không nói nhiều nữa, triệu hồi phát xem nào. Ủa ơi, mẹ bắn kinh thế. Khi mà các bạn dính đòn của cái vị Pharaoh này nhá, là chúng ta sẽ bị chóng mặt buồn nôn. Pharaoh này thì là màu xanh nước biển, đúng là ở dưới đại dương có khác. Ôi tôi chết, khiêng đâu rồi? Anh em ơi, mất khiêng rồi, chạy thôi, ăn bánh mì vào. Ui chạy gì nhanh thế. Thôi vị Pharaoh ơi, đừng mà, cháu xin lỗi. Ai xì bà. Sau thất bại lần này thì chúng ta có 2 lưu ý. Cái thứ nhất, không thể cận chiến với cái vị Pharaoh này được. Bởi vì là cứ đến gần là ông ấy bắn nhau một phát, kể cả có khiên cũng không thể chặn. Còn nếu mà đứng xa thì chúng ta cần phải có một cái khiêng rất là chắc chắn. Kèm theo đó là chúng ta phải chuẩn bị cho mình một chiếc cung tên để anh em gọi là đánh tầm xa nhá, chứ còn đánh tầm gần thì chịu rồi. Và có lẽ là tôi sẽ phải tìm kiếm một cái bộ đồ cao cấp hơn bộ đồ kim cương để giành chiến thắng trước vị Pharaoh này. Và nếu các bạn thấy video hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Còn bây giờ thì phần 1 chúng ta tạm kết thúc tại đây. Để tôi còn đi farm, tôi lấy đồ, tôi mặc lên người cho nó khỏe đã. Và xin hứa với các bạn là phần 2 không chỉ đánh một Pharaoh mà tôi sẽ đánh rất nhiều Pharaoh khác nhau để sưu tầm cho mình những cái bộ giáp Pharaoh ở trong tựa game này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.